mà anh thấy ví dụ để mọi người cứ sợ là giấy thế nào giấy thế kia, thì chỉ duy nhất có một trường hợp là nút giấy tai. Nút giấy tai thì mình phải đưa đi thầy thuốc tai, người ta lấy giấy tính giấy tai ra cho đấy, chứ còn mình tự lấy thì sợ nó chấn thương. Còn những cái giấy tai thông thường, ví dụ giấy tai hơi ướt một tí, giấy tai khô mà chúng ta cứ nhìn bẩn đấy, thấy nó cứ kệ nó thôi. Tại vì chính cái giấy tai là nó bảo vệ cho cái màng nhĩ. Còn nếu mà lấy hết ra thì có thể thông thông từ ngoài này vào là nhìn thấy màng nhĩ luôn đó, không phải gạt cái giấy tai ra là nhìn màng nhĩ. Cái giấy tai là để cho là ví dụ con kiến nói chung là đấy, nó mặc cái giấy tai là nó phải chạy ra ngoài, con muỗi nó không bay, nó bay vào đấy, con côn trùng nó bay ra nó giết chết cái anh đấy, nó có tác dụng bảo vệ đấy. Một mặt nào có tác dụng bảo vệ thì trừ khi mà nó quá nhiều nó ảnh hưởng đến tôi bị cái tai này để nghe khó thì mình phải lấy ra. Mà lấy ra thì ở trẻ con tôi không khuyến khích các bác tự lấy, mà các bác phải đến các bác sĩ chuyên khoa tai nhau, người ta có dụng cụ mà người ta rất là khéo tay, tôi đảm bảo thế, người ta lấy cho nó không bị chấn thương.